Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay các đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ. Tại các tổ đại biểu số 3 gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ và tổ đại biểu số 5 gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đã cho ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Dự thảo luận tại tổ đại biểu số 3 có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dự tại tổ đại biểu số 5. Tại tổ đại biểu số 3, các đại biểu đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng dàn dở các công trình hạ tầng xã hội tại các khu dân cư, công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tình hình tội phạm đang có xu hướng diễn biến phức tạp, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, bất cập trong công tác quản lý đậu đỗ xe, phối hợp quản lý môi trường. Chúng ta phải tính toán những cái việc mà đất thì chúng ta bây giờ là còn rất là nhiều chưa đưa ra được, nhưng mà người dân cũng là về các cái thiết chế văn hóa, những cái phục vụ cho người dân ở địa phương này chúng ta chưa đưa vào, đó là một vấn đề chúng ta cần phải để ý. Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của đại biểu về sự phát triển của thành phố, đồng thời cho rằng trong bức tranh khó khăn chung của kinh tế thế giới, nền kinh tế Đà Nẵng chịu tác động không nhỏ và đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng tuy có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng sự sụt giảm một số các chỉ tiêu, chỉ số trên địa bàn vẫn xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan. Trong đó, tình trạng những dự án công trình chậm triển khai trên địa bàn chính là một nút thắt điển hình và cần những giải pháp hết sức quyết liệt để thao gỡ. Dự án thì xong mấy lần rồi, nhưng bây giờ là còn khoảng 50% không quyết toán, chứ không biết ai quyết toán hết, Mấy cái ông ban quản lý trước thì cũng đẩy hết, chứ ban ông sau này, mấy ông sau này cũng ghi để thôi, chứ cũng mấy ông nhớ được cái chuyện đâu phải mình làm. Chuyện toàn thì cái chuyện có dự án 15-20 năm, hồ sơ bây giờ đâu không biết. Cho nên trong kiến nghị lần này là hội đồng có đề nghị một cái là phải nghiên cứu một cái giải pháp gọi là điểm dừng kỹ thuật ấy. Nghĩa là tới đâu rồi thì khép hết lại lắm, còn cái thứ gì mà đã xong rồi thì bằng giao quyết toán còn lại là để tiếp tục đầu tư một dự án khác hoặc là tính toán một nguồn khác, chứ không mà lỡ dở ương thế này mấy ông hiện nay thì kêu không phải tao làm. Cho nên là cứ để qua để lại, cuối cùng là nó cũng vướng hay nhiều cái cũng nhỏ thôi, chứ không phải gì quá lớn, nhưng mà rồi nó cũng mắc kẹt trong khu dân cư. Tại tổ đại biểu số 5, các đại biểu đã nêu ra nhiều ý kiến về tình trạng nợ đất tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang, sự sụt giảm về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thực trạng nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, cùng những vấn đề quan trọng khác về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố.